Kết nối trái tim, đây là chương trình do ngành nông nghiệp phát động với mục đích ban đầu để quyên góp hỗ trợ các vùng bị phong tỏa về lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm cần thiết, đặc biệt là rau củ quả tươi hàng ngày, đồng thời thu mua hỗ trợ một phần rau vụ đông ở các vùng cách ly đến kỳ không có người thu hoạch. Sau một tháng, chương trình đã tạo sức lan tỏa và tổng hợp thành chương trình chăm lo đời sống người dân, công nhân vùng bị phong tỏa. Chương trình đã hỗ trợ lương thực thực phẩm hàng ngày cho hơn 4.900 hộ khó khăn trong cả tỉnh, gần 18.000 công nhân ở các khu nhà trọ trong vùng cách ly y tế. Ngay trong ngày đầu triển khai, chương trình Kết nối trái tim đã nhận được sự ủng hộ nhiệt thành từ các tổ chức cá nhân với số tiền 100 triệu đồng. Ngoài ra là lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu, đồng thời thu mua kết nối tiêu thụ rau cho nông dân với số lượng vài chục tấn. Đến nay, tổng số kinh phí và hàng hóa huy động được lên đến 1,5 tỷ đồng, 40 tấn rau củ quả, 2,5 tấn gạo, 40.000 quả trứng gà, 1 tấn xúc xích, thịt vịt, 150 thùng mì tôm, bánh đa cá rô, 205.000 khẩu trang, 330 bộ quần áo phòng chống dịch. Qua chương trình, hàng trăm doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân, tổ chức từ thiện, thu mua nông sản, hỗ trợ bà con nông dân. Tôi có 6 sào bắp, bây giờ mới được thu hoạch, cho nên là các cấp ngành đến thu mua cho gia đình. Tôi rất là vui và tôi cảm ơn các cấp các ngành. Ban đầu, nòng cốt của chương trình là tập thể lãnh đạo, cán bộ ngành nông nghiệp tham gia đi thu mua, rồi vận chuyển rau củ quả, lương thực thực phẩm và thực hiện đóng gói để chuyển tới các vùng cách ly, những gia đình khó khăn. Để tăng thêm kinh phí cho chương trình, mỗi cán bộ, nhân viên đã ủng hộ 2 ngày lương và đảm nhận tất cả các công đoạn để có những suất thực phẩm tươi cung cấp hàng ngày cho vùng cách ly. Tất cả anh em cán bộ công chức ở ngành nông nghiệp chúng tôi muốn gửi gắm đến bà con là coi là tất cả bà con là sẽ không bị bỏ rơi trong cái lúc đại dịch Covid đang bị hoành hành tại tỉnh Hải Dương. Từ 100 suất quà trong ngày 9 tháng 2, trong các ngày từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 2, mỗi ngày Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cung cấp cho công nhân trong các khu nhà trọ ở huyện Cẩm Giang từ 2.000 đến 2.700 suất và hơn 4.900 hộ được cung cấp rau, nhu yếu phẩm trong buổi sáng. Sức lan tỏa từ chương trình đã thu hút được nhiều tổ chức cá nhân cùng tham gia, trong đó có sự tham gia tích cực của các tình nguyện viên thanh niên tỉnh đoàn. Chúng tôi thì cũng đã trực tiếp là huy động đoàn viên thanh niên của thành phố Hải Dương tham gia cùng với cả các anh chị cán bộ nhân viên và câu lạc bộ kết nối trái tim của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để đóng hơn 2.000 suất quà. Thế lực lượng cán bộ công chức viên chức của ngành nông nghiệp thực sự là công chí rất tâm huyết, một cái trách nhiệm. Và không quản ngại cái khó khăn, gian khổ mà thậm chí cả vào trong cái vùng dịch để như vậy là kết nối hỗ trợ bà con nhân dân vùng dịch, kết nối giữa các cái đơn vị doanh nghiệp, các nhà hảo tâm để có cái sự quan tâm để chung tay góp sức. Mà ngoài cái việc đấy thì vẫn là tập trung vào cái việc như vậy là cái sản xuất cũng như là cái việc lưu thông hàng hóa nông sản của Hải Dương. Tổng hợp đến hết ngày 28 tháng 2, ngành nông nghiệp đã hỗ trợ các vùng cách ly y tế 150 tấn rau củ quả, 15 tấn gạo, 80.000 quả trứng, 1 tấn xúc xích, thịt vịt, 200 thùng bánh đa, mì tôm, 300 bộ quần áo chống dịch, 205.000 khẩu trang, 22.900 suất lương thực, thực phẩm, rau củ quả và nhu yếu phẩm thiết yếu có giá trị từ 250 đến 400.000 đồng một suất. Chương trình đã chăm lo cho đời sống người dân, công nhân vùng bị cách ly với phương châm không ai bị bỏ lại phía sau.